Tính đến thời điểm này, phường Châu Phú B đã và đang tích cực triển khai các bước cuối cùng để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, chu đáo, đúng luật. Những ngày này, 14 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường cũng đang tất bật hoàn thành công tác trang trí, phòng bầu cử, treo cờ, băng rôn, bano áp phích, tuyên truyền bầu cử. Trong đợt bầu cử lần này, phường Châu Phú B có tổng số 7.416 cử tri, đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu tại 14 tổ bầu cử. Đến thời điểm này, phường Châu Phú B đã cơ bản đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu cho ngày bầu cử trưởng khóm ấp nhiệm kỳ 2022-2027. Và cử tri trong phường phấn khởi tin tưởng, sẵn sàng thực hiện quyền công dân để ngày bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng luật.